Chào các bạn, mình tên là Hường, đang công tác tại Đại học Thương mại và thành viên nhóm đăng ký ứng dụng. Buổi hôm nay mình giới thiệu các bạn việc sử dụng một cái gói lệnh trên A rất là hiệu quả để chúng ta có thể làm được các bảng thống kê mô tả. Thì cái bảng này rất là quan trọng trong quá trình chúng ta khám phá số liệu ban đầu và cũng như là trong quá trình chúng ta hoàn thiện các báo cáo và các cái bài báo khoa học. Thì thông thường cái bảng này sẽ được đưa ra hai thông số như sau: đối với các biến định tính và định lượng. Đối với biến định lượng, chúng ta sẽ dùng cái đưa ra hai thông tin là giá trị trung bình và thêm đóng mở ngoặc cái giá trị mô hình chuẩn. Đối với giá trị định tính thì chúng ta sẽ đưa ra từng cái phạm chủ và thông thường sẽ đưa ra hoặc là cái tỷ lệ phần trăm hoặc là có thể bổ sung thêm cả cái tần suất ở đây. Thì trong A chúng ta sẽ dùng cái gói lệnh sau. Chúng ta sẽ dùng cái gói lệnh là đầu tiên ta sẽ loát một số liệu cần thiết để làm cái minh họa cái quá trình này. Sau quá trình minh họa số liệu thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hàm. Ở đây hôm nay trong cái gói table 1 có một số hàm nhưng mà mình sẽ sử dụng cái hàm là create table 1. Và mình sẽ hỏi chấm để kiểm tra cái hàm. Thì các bạn thấy là trên hàm này thì trong phần help sẽ hiện ra là rất nhiều các tham số. Thì trong video này mình giới thiệu ba cái tham số chính thôi. Thứ nhất là mình giới thiệu var tên hàm này. Sau đó var là tất cả các biến được đưa vào để làm thống kê mô tả. Và factor var là các cái biến định tính, tức là trong các cái biến var ở đây thì sẽ có một số biến factor var, đúng không? Và cái data chính là cái số liệu của chúng ta. Và chúng ta sẽ để đi xuống để kiểm tra xem cái miêu tả của từng cái tham số. Mình thực hiện thì ban đầu mình chỉ lấy số liệu đúng như trong phần example thôi. Thì trong A nó có phần ví dụ đây thì bạn có thể thực hành luôn số liệu. Khi mà các bạn nhìn vào cái phần này thì chúng ta có thể đi lên một chút, ta còn thấy là nó có liên kết đến hai cái hàm là hàm print, đúng không? Thì các bạn vào print thì các bạn sẽ thấy là nó cho phép in cái giá trị sau khi chúng ta tính được cái hàm table 1 nhé. Ta được in nó ra. Thì các bạn có rất nhiều các cái option. Tức là ví dụ như các bạn có thể lựa chọn cái việc mà số lượng trừ số phân sau đó là cái F và P. Đúng không? Thì các bạn đi xuống đây các bạn sẽ thấy là có lựa chọn format FP. Tức là F thì tức là frequency đấy. Và P chính là percentage. Tức là chúng ta có thể lựa chọn một trong hai hoặc cả hai. Mình sẽ sử dụng minh họa trong cả cái lựa chọn này nữa. Sau đó ở bên màn hình này chúng ta sẽ đi vào kiểm tra cái số liệu. Đây minh họa số liệu các bạn trở lại nhé. Chúng ta dùng đúng số liệu như trong cái hướng dẫn ví dụ của cái gói này. Tức là cái data trên là PBC. Ta kiểm tra số liệu. Và ta sẽ load số liệu và ta sẽ xem một số những dòng ban đầu của nó. Đúng không? Và theo đúng cái hướng dẫn thì định tính. Sau đấy thì ta định nghĩa cái var thì chính là bao gồm cả biến định tính và định lượng, tức là cả bốn cái biến định tính ở đây, đúng không ạ? Sẽ được minh họa, sẽ được đưa xuống cả biến trong cái var và thêm cả các biến định lượng nữa, ví dụ như là cái time hay cái biến biến trô đấy ạ, chúng ta chưa có ở phần trên, đúng không ạ? Ta chạy phần này và sau đấy ta đưa vào cái hàm. Thì sau khi quá trình áp dụng cái hàm create table 1 với cái biến tất cả các biến rồi các biến định lượng và biến định tính, đúng không? Và cái data của chúng ta thì ta đưa được một cái bảng để gọi là đưa vào cái kết quả để gọi là cái table 1. Và ta có thể xem cái kết quả table 1 thì các bạn thấy là ta được kết quả là bao gồm cái cột, tức là tên các biến này, rồi nếu mà biến định tính thì có các phạm trù này và đưa ra các thông tin là về số quan sát, đúng không ạ? Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn. Rồi các cái biến định tính thì sẽ có từng phạm trù, mỗi phạm trù sẽ có cái tần suất và cái tỷ lệ phần trăm, đúng không ạ? Ta có thể dùng lệnh summary nó. Và cuối cùng để xem tất cả các tham số mà cái gói này tính cho chúng ta, có rất nhiều những cái chỉ số thì tùy theo các nghiên cứu bạn có thể tùy lựa chọn thêm các tham số ở đây. Và cuối cùng thì để chúng ta có in cái kết quả này xuống, đúng không ạ? Thì thứ nhất là mình set cái working directory, đây là cái folder mà mình sẽ lưu kết quả, đúng không ạ? Thì dạng file trên máy tính để ta chỉnh sửa thêm, thông thường thì là mình sẽ in dưới dạng file CSV. Thì ở đây là ta chọn mặc định thì là ta sẽ chọn cái print. Có hai cái tham số điều chỉnh cho cái thằng format, thì là có F và P tùy theo các bạn lựa chọn. Ví dụ đây mình F là mình chọn phần frequency và P là percentage, đúng không? Sau đó mình ghi được cả ba, thì các bạn thấy là đã vừa phần mềm A đã vừa in ta được ba cái bảng. Đây là sẽ là bảng table 1, đúng không ạ? Bảng thứ nhất là in tất cả bao gồm biến liên tục này, biến rời rạc thì có
tỷ lệ phần trăm, đúng không ạ, và cả cái tần suất. Thế còn có lựa chọn hai, lựa chọn còn lại là chúng ta sẽ có cái bảng S và P. Đấy, tức là đây là chúng ta sẽ chỉ lấy mỗi cái cột là cột đối với biến định tính thì ta chỉ lấy cái tần suất thôi. Thế còn trong cái bảng thì còn lại thì ta có thể lấy cái cột tỷ lệ phần trăm. Đúng chưa ạ? Đó, thì tùy theo quá trình mà các bạn yêu cầu của báo cáo thì các bạn có thể lựa chọn kết hợp các cái bảng này chúng ta xuất kết quả theo ý muốn. Đấy là vừa sử dụng đồ họa trong bài bảng trong trong phần mềm A. Thế bây giờ trong trường hợp mà chúng ta có một số liệu mới, ta trở lại phần trên nhé, các bạn chỉ việc copy toàn bộ cái phần trên này, đúng không ạ, bao gồm có khai báo cái biến định tính và tất cả các biến trong mô hình và cái hàm, sau đó chúng ta đưa xuống dưới này và ta thay thế, đúng không ạ. Thay thế ở đây chúng ta vừa nhìn tên thì cái thằng spicy là giá trị biến rời rạc, đúng không? Còn cái VAS là ta liệt kê tất cả các biến. Ở đây ví dụ bảng ta lấy tùy các biến. Và ta đưa vào cái bảng Create Table 1. Và sau đấy chúng ta khai báo cái data là cái iris, cái VAS bằng VAR và các cái biến định tính. Được ạ? Rồi rồi cái chạy cái xong này. Đó. Thì các bạn thấy là ta đã được cái bảng thống kê mô tả. Được chưa? Được tiến hành đọc lại tương tự cho cái số liệu iris. Và sau đấy chúng ta có thể tương tự chúng ta có thể tiếp tục in cái bảng này và chúng ta sẽ tiến hành bin in với cả ba cái lựa chọn để trong file CSV. Chúng ta set working directory một lần rồi, sau đó này ta không phải set lại nữa. Ta sẽ trở về cái folder làm việc. Ta thấy là giờ ta có ba cái bảng của iris, đúng không ạ? Iris on. Thì ta sẽ có tất cả cái thông tin ở đây. Thế còn khi chúng ta làm vào cái bảng iris F thì các bạn quan sát thấy là chúng ta sẽ có chỉ là cái bảng gồm có giá trị tần suất. Ta có thể so sánh ở đây. Đó, thì thực ra là nó đã tách cái cột của chúng ta, tách giá trị 50 ra. Ở đây là cái bảng này là mỗi một cái loại hoa sẽ có 50 giá trị quan sát. Và trong trường hợp chúng ta sẽ có cái bảng P. Thì chúng ta sẽ có tỷ lệ phần trăm. Thì đây là cách đơn giản để tạo được ba cái bảng và các bạn sẽ thêm các cái thao tác còn lại trên Excel để ta copy tùy chỉnh. Hoặc nếu các bạn nào mà thạo A hơn thì có thể là tự điều chỉnh cái tham số và mọi thứ lựa chọn tùy chỉnh theo cái ý muốn của chúng ta. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.